Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học IT 101 của Hoàng Linh. Và đây là khóa học được tài trợ bởi 88Lab. Và hôm nay thì mình sẽ đi với mọi người tiếp tục một hạng mục nữa, là chúng ta sẽ đi tìm hiểu với nhau nốt những cái mô hình mà người ta hay dùng để khi mà làm marketing research. Hôm nay thì chúng ta sẽ có vài phần nhỏ thế này thôi nhá. Đầu tiên thì mình sẽ đi review với mọi người là ok, ở trong những cái nhóm mô hình để phân tích về công ty, về sản phẩm, về đối thủ thì có cái mô hình nào, đúng không? Chúng ta sẽ đi với nhau mô hình Business Model Canvas, và từ đây về sau mình sẽ gọi là BMC á. Sau đó thì mình sẽ đi với mọi người mô hình mà mình nghĩ rất là kinh điển rồi, là mô hình SWOT. Tuy nhiên thì mình chưa chắc là các bạn đã hiểu hết được mô hình này đâu nhá. Còn những bạn nào mà mới thì ok, tuyệt vời, đây là một cái cơ hội để các bạn có thể học được theo mình là chuẩn chỉnh ngay từ đầu. Cái mô hình thứ ba mà mình sẽ sử dụng để phân tích ở đây thì đó là mô hình Ma Trận Ansoff. Mô hình này là một mô hình rất là quan trọng để chúng ta đưa ra những quyết định chiến lược về mặt sản phẩm. Đó là ba mô hình chính. Mọi người cũng thấy là mình đã để riêng ra một phần là STP. Với mô hình STP là riêng ra, không ở trong video này. Bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ để riêng mô hình STP để nói trong video sau, để nói một câu chuyện mà mình nghĩ là rất là sexy ở trong marketing. Đó là câu chuyện liên quan đến định vị. Thì đó là một video sau, thì mọi người có thể đón chờ video sau nhé. Mình sẽ cố gắng hoàn thành video đấy ngay trong ngày hôm nay hoặc ngày mai thôi. Thì mọi người có thể xem chỉ chậm sau khoảng một ngày thôi ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi với nhau ngay nhá, là chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình BMC. Đầu tiên thì mình biết là các bạn đang rất là mong chờ về mô hình BMC rồi. Tuy nhiên thì mình xin dừng lại một chút. Bởi vì tại sao? Bởi vì mô hình BMC này thì mình khuyến cáo là nó rất là phù hợp đối với các bạn nào mà đang có nhu cầu khởi nghiệp, đang mong muốn khởi nghiệp, đang chuẩn bị thành lập công ty rồi, hoặc là mọi người đang có ý tưởng kinh doanh, hoặc là mọi người làm một cái công ty tech startup nào đó. Thì mọi người rất là nên quan tâm đến mô hình BMC này, vì đây là một mô hình nó không chỉ dùng ở trong marketing research đâu, mà nó còn dùng ở khi mà chúng ta hoạch định toàn bộ business model của một công ty. Thì tại sao cái mô hình này mà mình lại chưa nói ngay? Bởi vì như mình vừa nói thì cái mô hình này rất là phù hợp với các bạn nào mới khởi nghiệp, rất là phù hợp với công ty nào mà chưa định hình rõ về business model hay gọi là mô hình kinh doanh của công ty mình ấy. Thế nên là trước khi mình bắt đầu thì mình sẽ đi với mọi người một cái framework mà mình nghĩ là rất là phù hợp với mọi người, để mọi người có thể có những hoạt động khởi nghiệp, kể công ty vừa và nhỏ, SME hay là tech startup ha. Thì cái mô hình này thì chắc ở đây có một số bạn đã nghe thấy rồi. Cái mô hình này thì nó rất là nổi tiếng. Cái tên của nó là tên là mô hình Lean Startup, có nghĩa là mô hình khởi nghiệp tinh gọn. Góc nhìn của mình và rất là nhiều thầy giáo của mình cũng như những mentor của mình trước đây á, thì khi mà nhìn về khởi nghiệp, hay là gọi tech startup thôi, từ nay mình sẽ gọi là khởi nghiệp nhé, là cái việc chúng ta khởi nghiệp là chúng ta tìm ra cách làm ra nhiều tiền, tìm ra cách có lãi trước khi hết tiền, hoặc là nói một cái từ ngữ nó chuyên môn hơn, đó là chúng ta tìm ra được mô hình kinh doanh đúng đắn đó, trước khi là cái số vốn ban đầu của chúng ta hết. Thế nên là cái việc mà tạo ra mô hình kinh doanh đúng đắn là việc key của việc khởi nghiệp, chứ không phải là có lãi nhé, mọi người nhớ nhé. Tạo ra mô hình kinh doanh đúng đắn để có lãi làm cái việc key của việc khởi nghiệp, chứ không phải là có lãi ngay từ đầu. Mọi người nhớ cho mình cái điều này ha. Thế nên hôm nay mình sẽ đi với mọi người một cái hạng mục đầu tiên, đó là cái mô hình khởi nghiệp tinh gọn. Thì mô hình khởi nghiệp tinh gọn đó là gì? Từ Lean Startup này thì nó có bắt nguồn từ, thực ra không phải từ nước Mỹ đâu, mà thực ra từ nước Nhật, dựa trên một cái triết lý kinh doanh của người Nhật, hay là triết lý làm việc của người Nhật, đó là Lean Manufacturer. Triết lý này thì đến từ cái công ty sản xuất ô tô rất là nổi tiếng là Toyota. Tức là Lean Manufacturer là bạn sản xuất tinh gọn đó, tức là bạn sẽ không có một cái khâu thừa thiếu gì ở trong cái việc sản xuất cả. Cũng như là có những cái triết lý khác ở trong triết lý sản xuất tinh gọn, ví dụ như là một người, bất cứ một khâu nào, bất cứ một công nhân nào đều có thể dừng cả dây chuyền lại nếu mà cảm thấy có lỗi, và rất là nhiều những cái triết lý bên trong nữa. Tuy nhiên thì khi mà đi với cả cái mô hình Lean Startup thì nó hơi khác đi một chút. Thì mô hình Lean Startup nó sẽ rất là đơn giản và trực quan, nó sẽ chỉ có 3 cái bước mà mình gọi là một cái vòng xoáy, hoặc đúng từ của nó là Lean Startup Loop. Thì cái vòng xoáy nó sẽ chỉ có 3 yếu tố thôi. Thứ nhất là mình sẽ có build, mình sẽ có measure, mình có learn, có nghĩa là mình sẽ xây dựng, đo lường và mình học tập. Và tiếp tục là nó sẽ một vòng xoáy đi lên nữa. Thì tại sao cái mô hình này nó lại hay? Tại vì ngay từ yếu tố đầu tiên là xây dựng. Thì khi nói về Lean Startup thì mọi người sẽ nghĩ xây dựng, đúng không? Chúng ta nghĩ xây dựng sản phẩm. Thì mọi người luôn luôn có một xu hướng là mọi người sẽ cố gắng xây dựng ra những sản phẩm hoàn hảo. Đó. Tuy nhiên thì góc nhìn của mình thì là không bao giờ chúng ta xây dựng một sản phẩm hoàn hảo cả. Sản phẩm hoàn hảo dành cho tất cả mọi người thì không tồn tại. Tại sao? Vì không có những sản phẩm nó hoàn hảo với mình, có những sản phẩm không hoàn hảo với bạn. Đúng không? Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là thế giới luôn luôn thay đổi. Cái mà chúng ta nghĩ là sản phẩm hoàn hảo hôm nay, sau một thời gian chúng ta xây dựng có thể là mất 3 tháng, 6 tháng thì có khi nó không còn hoàn hảo nữa. Cái thứ ba nữa là khi mà chúng ta nghĩ về một sản phẩm hoàn hảo, chúng ta hay dựa vào những cái assumption của chúng ta, hay gọi là chúng ta dựa vào những cái giả định của chúng ta.
chúng ta chưa chắc chắn là thật sự thị trường có nghĩ nó là sản phẩm hoàn hảo hay không. Đó, thế nên là cái góc nhìn của Lean Startup khi nghĩ về một sản phẩm ạ, thì cái build, thì mọi người nhớ cho mình là chữ build ở đây chúng ta sẽ cố gắng để build ra những cái minimal viable product, hay viết tắt là MVP, dịch ra tiếng Việt thì nó là sản phẩm khả dụng tối thiểu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta nghiên cứu thị trường, chúng ta tìm ra là ok, chúng ta cần những cái tính năng sản phẩm như vậy, đúng không? Chúng ta đưa ra giả định là cái sản phẩm của chúng ta cần những tính năng như vậy, thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ build, chúng ta chỉ có xây dựng một cái sản phẩm nó vừa đủ với những tính năng như vậy thôi, và chúng ta đưa ra ngay thị trường để chúng ta test. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đưa sản phẩm cho người dùng thật người ta test. Mọi người hay nói với mình là ok, tại sao chúng ta sẽ không đưa cho những người dùng gọi là thử nghiệm? Cái lý do là vì sao? Vì người dùng thử nghiệm có một cái điểm rất là khác biệt so với người dùng thật, là người dùng thử nghiệm chưa chắc sẽ chi tiền cho sản phẩm đó. À, bạn dùng thử nghiệm bởi vì tớ được trả tiền cho bạn để bạn dùng thử nghiệm sản phẩm của tớ, nhưng mà người tiêu dùng là người ta phải trả tiền cho mình để dùng sản phẩm của mình cơ mà, hai chiều hoàn toàn khác nhau ha. Thế nên là cái hành vi của người được trả tiền để sử dụng sản phẩm test và hành vi của người tiêu dùng, người ta bỏ tiền ra ta mua sản phẩm, là hoàn toàn khác nhau. Chúng ta nghĩ đó là sản phẩm test, nhưng đối với người tiêu dùng đó là sản phẩm thật đó. Thế nên là cái việc mà khi mà đưa ra thị trường như vậy thì nó có rất là nhiều cái mặt tích cực cho việc dự án của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta biết là ngay phần nào đúng, phần nào sai. Thứ hai là chúng ta có được feedback thật, có insight thật từ người dùng. Chúng ta không phải là suy nghĩ cái đấy từ đâu cả. Cái thứ nữa là mọi người sẽ hay hỏi mình là ok, thế bây giờ em đưa một sản phẩm mà nó chưa hoàn hảo, chưa hoàn thiện là ra thị trường, thì ở thị trường người ta chửi em thì sao? Mình nói với bạn như này nhá, khi mọi người bắt đầu làm ra một sản phẩm ấy, mình nói thẳng luôn, sản phẩm bạn lúc nào cũng lởm cả. Kể cả có thể là mọi người sẽ chú ý là vài cái video nữa mọi người sẽ thấy là cái video đó sẽ tốt hơn cái video của mình bây giờ. Tuy nhiên để mình chờ mình làm được video đó thì có khi cơ hội kinh doanh của mọi người đã qua rồi. Thường là cơ hội kinh doanh ra rồi. Và như mình nói trong video đầu tiên á, thì mình là một người chúa là hay kiểu ôi tôi chờ phải hoàn hảo, tôi cần phải đầy đủ mọi cái thông tin rồi tôi mới làm. Đó là một cái rất là sai lầm, thật sự rất là sai lầm. Thế là mọi người sẽ phải cố gắng để làm sao mà đưa sản phẩm MVP ra cho người dùng, cho thị trường càng sớm càng tốt, và sau đó chúng ta thu được feedback của thị trường. Và thị trường, mọi người nhớ cho mình một điều như thế này này. Thứ nhất là sản phẩm của mọi người mới ra ấy, không có quá nhiều người dùng đâu, đừng lo. Cái quan trọng của các bạn là các bạn phải cải tiến thật là nhanh. Đó, cái việc cải tiến rất nhanh của chúng ta sẽ gồm có hai cái việc đằng sau á. Là chúng ta, thứ nhất là khi trước khi chúng ta đưa sản phẩm thị trường, chúng ta phải đảm bảo việc là chúng ta sẽ có thể đo lường được tất cả những phản ứng của người dùng. Đó, những cái phản ứng hoặc những cái thông số mà chúng ta muốn đo lường là chúng ta phải có ngay measure để chúng ta learn được. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ phải learn, đúng không? Learn là chúng ta sẽ tìm ra và chúng ta tiếp tục cải tiến cái sản phẩm của mình. Ở trong cái bước build, ở vòng xoáy tiếp theo, chúng ta phải build một cái sản phẩm tốt hơn, lại một cái sản phẩm khả dụng tối thiểu tốt hơn. Thì cái việc đó nó sẽ phải đẩy ra một việc là tất cả những công ty làm khởi nghiệp hay những công ty làm startup, chúng ta muốn tìm ra mô hình kinh doanh đúng đắn, chúng ta cần phải liên tục cải tiến sản phẩm. Và mọi người tin mình đi, là không có một thị trường nào chửi những người liên tục cải tiến sản phẩm của mình và cải tiến với tốc độ nhanh. Ngày xưa thì cuộc chơi kinh doanh nó là cuộc chơi của cả lớn nuôi cả bé, nhưng mà mọi người tin mình đi, trong cái thế kỷ 21 này ạ, trong từ những năm 2000 trở lại đây ấy, thì cuộc chơi nằm ở trong tay của những con cá nhanh sẽ nuốt cá chậm, chứ không phải là cá lớn nuốt cá bé nữa. Thế nên là mọi người cần phải rất là quan tâm đến cái mô hình build, measure và learn ở đây. Mọi người sẽ liên tục đưa ra những cái mô hình mới, đưa ra những sản phẩm mới, và sau đó thì mọi người phải có cách đo lường để mọi người tìm ra được cách là chúng ta sẽ learn cái gì, chúng ta sẽ học cái gì, sau đó chúng ta sẽ cải tiến sản phẩm dịch vụ ra sao. Ok nhá, quay trở lại với mô hình tinh gọn thì nó giúp cho chúng ta liên tục tạo ra sản phẩm mới, liên tục chúng ta cải tiến ra sản phẩm với rất là nhanh, và chúng ta không tốn quá nhiều chi phí. Mọi người tưởng tượng như thế này này, nếu bây giờ bạn muốn mở một shop quần áo, nếu mà thông thường cách ngày xưa là chúng ta sẽ đi ra ngoài, chúng ta sẽ thuê một cái mặt bằng, ví dụ như ở Hà Nội để có phố Thái Hà, trong Sài Gòn như là có phố Nguyễn Trãi thì phải, đúng không? Sau đó thì mọi người sẽ bỏ tiền ra, mọi người sẽ nhập hàng về này, hoặc là mọi người bỏ tiền ra là mọi người sản xuất rất là nhiều hàng hóa, có khi vài trăm triệu tiền kho. Sau đó mọi người sẽ phải lưu kho số hàng hóa đó, sau đó thì mọi người sẽ phải đi bán hàng hóa, rất là nhiều cái vấn đề khâu khác nhau. Thì bây giờ thì mọi người sẽ làm một cái việc nó tốt hơn, là chúng ta có thể ok, chúng ta không mở store vội, chúng ta thử bán hàng trên mạng xem như thế nào. Đó là một cách của làm sản phẩm khả dụng tối thiểu. Tuy nhiên thì nếu mà đỉnh cao của việc sản phẩm khả dụng tối thiểu, thực ra là còn hơn cả thế cơ. Có rất là nhiều bạn mà mình quen, khi các bạn muốn bán hàng quần áo, các bạn sẽ không nhập một món hàng quần áo đâu cả. Các bạn sẽ luôn luôn bắt đầu việc order, tức là các bạn sẽ lấy những hình trên mạng mà mọi người đăng lên trên một cái trang, xong mọi người chạy quảng cáo thử luôn cho khách hàng. Có khách hàng nào mua rồi thì họ sẽ bảo khách hàng là anh chị có thể chờ hàng được không, hàng của em đang hết rồi, hàng của em chưa về, bọn em sẽ ship cho anh chị ngay trong thời gian gần nhất. Hoặc là họ có thể switch khách hàng ra mua những cái món đồ cũ ở trong kho của họ rồi.
thì mọi người có thể khởi nghiệp, mọi người có thể bắt đầu những cái cửa hàng mọi người rất là tinh gọn như vậy. Và sau đó thì mọi người sẽ có thêm rất nhiều insight về khách hàng của mình thích váy vóc thế nào, thích áo sơ mi ra sao, thích chất gì, thích khoảng giá khoảng bao nhiêu tiền. Từ đấy thì mọi người, khi mọi người xây dựng lên cửa hàng của mọi người thì mọi người mới xây dựng được chuẩn được. Đó, kể cả những cách chúng ta làm quảng bá cũng thế. Chúng ta bây giờ phải test thử ở trên Instagram, đúng không? Chúng ta test thử một kiểu nội dung A. Kiểu nội dung A thành công rồi, chúng ta bắt đầu nhân bản nội dung A này lên. Ok, mình sẽ viết về nó, mình sẽ làm nội dung, mình sẽ chụp ảnh theo kiểu như thế này trong một khoảng thời gian, đến khi nó không còn hiệu quả nữa, đúng không nào? Thế nên đấy là một cái cách nó rất là đơn giản để mọi người có thể khởi nghiệp. Quay trở lại với mô hình BMC ý, thì cái mô hình BMC này, khi mọi người làm càng khởi nghiệp nhiều, càng khởi nghiệp tinh gọn, thì mọi người sẽ thấy là cái nhu cầu của chúng ta về một cái mô hình kinh doanh là cực kỳ quan trọng. Thế nên là trước đây thì nó rất là dễ bị lost, tuy nhiên thì sau khi mà ra BMC ra đời ý, thì nó giải quyết cho mọi người rất là nhiều vấn đề. Và mình sẽ đi với mọi người từng phần của BMC ha. Đây, mình sẽ cho mọi người xem luôn ở trên màn hình á. Đây là toàn bộ cái mô hình BMC, và ở đây mình để luôn một cái ví dụ, đó là các hãng máy bay giá rẻ để cho mọi người có thể quan sát được một cách nhanh nhất. Khi mọi người nhìn vào mô hình BMC này, mọi người sẽ nhìn thấy nó có hai phần, đúng không? Một phần nó thuộc về những cái thuộc về công ty, một cái phần là chúng ta sẽ thuộc về khách hàng. Tương ứng ở dưới, hai cột bên dưới chúng ta sẽ nhìn thấy hai cột đầu tiên là có cost structure và thứ hai là revenue stream, là chúng ta sẽ có cơ cấu chi phí và có dòng doanh thu. Để chúng ta bắt đầu vẽ mô hình business model canvas này thì mình sẽ luôn luôn bắt đầu với cái cột đầu tiên là customer segment, tức là mọi người sẽ đánh vào tập khách hàng nào, mọi người sẽ mô tả kỹ tập khách hàng đó ở đấy. Thì cái tệp khách hàng này thì chúng ta sẽ bắt đầu đi quay ngược trở lại cái mô hình này của chúng ta, đi theo chiều từ phải qua trái nhé. Mọi người nhớ cho mình là luôn luôn bắt đầu customer segment, thì chúng ta sẽ phải quan tâm là ok, có những cách nào để chúng ta giao tiếp với khách hàng đó, có những cách nào chúng ta duy trì mối quan hệ khách hàng, thì nó sẽ nằm ở trong cái ô gọi là ô customer relationship đó. Ở bên dưới ô customer relationship này chúng ta sẽ có một cái ô, đó là channel. Channel ở đây có nghĩa là tất cả những cái kênh nào đó bạn đưa hàng hóa ra cho khách hàng, đưa sản phẩm dịch vụ ra cho khách hàng đó, thì đó là kênh channel. Ở đây tiếp theo nữa là mọi người sẽ nhìn thấy một cái ô ở chính giữa. Cái ô này nó cực kỳ là quan trọng, đó là ô đề xuất giá trị, hay gọi là value proposition. Xin lỗi, nói tiếng Anh mình hơi dở ha. Thì cái ô này nó sẽ nói cái gì? Nó nói sẽ lời hứa về đề xuất giá trị. Tức là tôi, công ty tôi sẽ cam kết mang lại giá trị cho khách hàng. Và cái mà khách hàng nên mong đợi ở chúng tôi là cái gì? Thì ở ngay bên cột bên dưới cái phần, cái nửa mà liên quan đến khách hàng này thì có một cái ô. Đó là ô liên quan đến revenue stream. Mọi người hay nghĩ là ok, revenue stream thì em bán quần áo thì em sẽ có mỗi tiền revenue stream là quần áo thôi. Thực ra thì cái này nó vừa đúng và cũng đúng. Thì quan điểm của mình ở dưới một tư cách của một người đã làm khởi nghiệp vài lần rồi, thì mình thấy là một công ty ý, cái đầu tiên mọi người nên nhớ là chúng ta nên tập trung. Cái đấy mình đúng, chúng ta chỉ nên tập trung trong ngành kinh doanh chúng ta thôi. Đừng cố gắng nhìn ngang nhìn ngửa quá sớm á. Chúng ta cần phải vững mạnh rồi chúng ta mới quyết định là ta có làm đa ngành nghề hay không. Tuy nhiên thì trong cột ngành nghề ở chúng ta thì chúng ta đừng bao giờ stick với chỉ một nguồn doanh thu. Mọi người nhớ cho mình câu này nhé, đừng bao giờ stick với chỉ một nguồn doanh thu. Lý do là vì sao? Vì nếu mà có vấn biến động gì xảy ra thì chúng ta chết chắc. Tương tự là khi mà chúng ta làm, chúng ta không bao giờ chỉ có phụ thuộc một nguồn doanh thu từ một khách hàng. Chúng ta cần có nhiều khách hàng. Đó, cái đấy mọi người cần chú ý cho mình. Ví dụ nhá, là tại sao mà mọi người bán quần áo mọi người chỉ có một nguồn doanh thu thôi, là em chỉ có mỗi một nguồn doanh thu là em bán. Thế cái không đúng. Cứ bán quần áo mọi người phải đa dạng hóa nguồn doanh thu. Thứ nhất là mọi người sẽ có doanh thu offline, online, đúng không nào? Mọi người sẽ có doanh thu ở trên sàn thương mại điện tử, có nguồn doanh thu ở trên kênh trực tiếp, đúng không? Mọi người sẽ có nguồn doanh thu từ ở trên Facebook, trên Insta, rất là khác nhau, để mọi người không phụ thuộc vào nguồn doanh thu. Tuy nhiên thì có thể có một cái khác nha, mọi người bán quần áo nhưng mọi người sẽ có nguồn doanh thu từ bán phụ kiện này, đúng không? Mọi người có bán quần áo nhưng mọi người sẽ có cái nguồn doanh thu từ bán hàng thanh lý này, đó. Bán quần áo nhưng mọi người có doanh thu từ những hàng bạn tự nhập này, hoặc có những hàng ký gửi này. Đó. Và có những cái công ty khác thì họ bán quần áo và họ sẽ bán thêm một số sản phẩm để chăm sóc quần áo, chăm sóc giày dép nữa. Đó, đó rất là nhiều nguồn doanh thu và mọi người nên đa dạng hóa nguồn doanh thu và có những cái phương án đa dạng hóa doanh thu ngay từ đầu. Tuy nhiên nhớ cho mình một điều là let it small, nhưng mà đừng cố gắng làm nhiều quá nhé, hãy cố gắng tập trung.
Đó. Nhưng mà đừng làm chỉ một. Ở cái nửa còn lại á, thì mình sẽ có vài phần như thế này thôi. Thứ nhất, chúng ta phải quan tâm đến key activity. Có nghĩa là để mang lại đề xuất giá trị cho khách hàng thì chúng ta cần phải có những hoạt động chính là những hoạt động nào. Ở cột bên dưới chúng ta sẽ có một cái phần đó là key resources, là chúng ta sẽ cần phải nhìn nhận một cách công tâm xem là ở công ty chúng ta đang có những nguồn lực nào là quan trọng. Đó, những nguồn lực nào là quan trọng nhé. Ví dụ chúng ta có nguồn lực con người này. À, chúng ta có những cái nguồn tiền vốn, chúng ta có sẵn cơ sở vật chất này, chúng ta có sẵn nhà cửa đất đai này, đó là key resources. Ở phần cuối của phần cuối nửa của công ty thì chúng ta sẽ có một cái phần đó là key partner. Cái này thì thực ra là khi mọi người bắt đầu khởi sự kinh doanh thì mọi người rất hay quên. Tuy nhiên thì mọi người cần phải tập trung vào phần này cho mình. Lý do vì sao? Vì bây giờ nó là cuộc chơi mới rồi, chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta làm kinh doanh một mình cả. Thì ví dụ như ở Tầm Tầm Lab bọn mình có một cái chủ trương là bọn mình muốn cung cấp những thứ để học. Thế nên bọn mình không ngần ngại mà mình hợp tác với Key Resources là những cái cơ sở đào tạo khác. Bọn mình không ngần ngại chúng ta làm việc với agency, không ngần ngại bọn mình làm việc với những cái đơn vị người ta cung cấp những cái giải pháp marketing để mình có thể mang lại cho học viên của mình những cái giải pháp tốt nhất có thể. Tương tự đối với cả nửa bên của khách hàng thì chúng ta sẽ có nửa bên của công ty là chúng ta phải có cơ cấu chi phí. Thì cái này mình cũng không tiện có thời gian để nói với mọi người, nhưng mà cái mà mình cực kỳ hay bắt gặp ở các doanh nghiệp Việt Nam đó là mọi người bị list thiếu chi phí. Thì mọi người rất là bị quên những cái chi phí chìm. Đó, ví dụ chúng ta mua sắm dịch vụ này, chúng ta cho anh em đi liên hoan này, chúng ta có những chi phí chìm mua giấy tờ, sách vở, đi in photo. Nghe nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà thực sự cộng lại rất là nhiều. Có những chi phí chìm khác, ví dụ như là chúng ta tuyển dụng nhân sự sai là một chi phí chìm cực kỳ lớn luôn. Thì mọi người cố gắng là mọi người sẽ phải có những cái chi phí ở đây, mọi người phải list down ra đầy đủ một cách công tâm để đảm bảo là sau này chúng ta nhìn lại mô hình kinh doanh của chúng ta nhìn thấy là có lãi không có lãi, nhìn thấy ngay được. Thì khi mọi người vẽ ra một cái bức tranh toàn cảnh như thế, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là ok, thì chúng ta muốn xây dựng mô hình kinh doanh nó tốt thì chúng ta cần phải nghiên cứu những cái gì nữa, chúng ta sẽ cần có thông tin gì rồi, chúng ta cần phải nghiên cứu những gì tiếp theo, đúng không? Thì ở đây á thì mình cũng phân tích nhanh qua cho mọi người cái business model canvas của một cái công ty hàng không giá rẻ nhá. Thì mình sẽ đi những phần chính thôi. Thì cái đề xuất giá trị của công ty hàng không giá rẻ là gì? Thứ nhất là chuyến bay rẻ, cái này chúng ta không nói làm gì rồi. Và thứ hai là họ đề xuất là những cái người mà di chuyển bằng hàng không á, người ta sẽ không phải trả những chi phí mà không cần thiết. Ví dụ như là mình bay chỉ có 2 tiếng thôi thì mình không cần gì mình trả chi phí cho một bữa ăn ở trên máy bay cả. Mình không cần xuống máy bay mình ăn được cho nó rẻ kiểu vậy. Và ở đây ở trong cái cột, một cái cột mình nghĩ khá là quan trọng nữa thì đó là cái cột revenue stream ấy. Thì ở đây thì mình đánh giá là cái sơ đồ này viết còn chưa đúng đâu, chưa đủ đâu á. Thì ở đây mình sẽ chỉ nhìn thấy có mỗi cái giá vé này và mọi người sẽ có những cái phí phụ phí đi kèm ấy. Tuy nhiên góc nhìn của mình là không đủ. Chúng ta có những partner liên quan đến khách sạn này, có taxi này, thì hoàn toàn chúng ta có thể thêm nguồn thu từ họ, từ việc là chúng ta có thể bán chéo sản phẩm cho họ nữa, chúng ta có thêm nguồn thu thì có rất là nhiều cái revenue stream mình nghĩ ra ở đây có thể phù hợp. Thì trong cái sơ đồ này mình đánh giá là cũng không đủ đâu. Thế là nếu mọi người có thời gian á, thì mọi người hãy thử làm cho mình bài tập. Rồi bạn nào có thể direct cho mình ở ngay trên Facebook á, là mọi người có thể gửi cho mình một cái BMC mà về phân tích một công ty bất kỳ nào đấy. Có thể là công ty bạn hoặc là một công ty nào đấy mọi người đang nổi tiếng ở trên mạng chẳng hạn. Mọi người muốn phân tích nó thì mọi người thử phân tích thử xem là business model canvas của nó sẽ như thế nào ha. Thì mọi người có thể gửi lại cho mình và mình sẽ chấm cho mọi người. Ok, cái mô hình tiếp theo mà mình muốn nói đến đó là mô hình rất là kinh điển, là mô hình SWOT. Nó sẽ gồm đại diện bởi 4 chữ cái, chữ S là Strength, là điểm mạnh, W là Weaknesses, là những điểm yếu. Chúng ta sẽ có Opportunities, là chúng ta có cơ hội, và T là chúng ta có thách thức. Khi mà chúng ta làm Marketing Research thì một trong những cái đích cuối cùng của chúng ta chính là ở đây là chúng ta là có những cái dữ liệu để chúng ta có thể điền vào được là điểm mạnh của công ty là gì, điểm yếu của công ty là gì, cơ hội đang có trên thị trường là gì và những thách thức mà công ty sản phẩm đang phải đối diện là gì. Thì cái mô hình này nó là mô hình cũ rồi nhưng mà nó là mô hình thực sự thì nó vẫn là rất là mạnh để mọi người có thể phân tích. Thì có một số cái điểm mà mình cần lưu ý cho mọi người ở đây á, khi mà nghe đến SWOT thì mọi người thấy là ok, rất là áp dụng, nhưng mà thực sự thì có một số lỗi cơ bản mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm khi mà chúng ta phân tích SWOT. Cái thứ nhất á, là mọi người rất hay làm quá lên những cái điểm mạnh của mọi người. Giống như mình có nói trong buổi đầu tiên á, anh rất đẹp trai đúng không, anh rất là thông minh, anh rất là chơi thể thao rất là giỏi. Tuy nhiên thì đấy không phải là điểm mạnh đối với khách hàng mục tiêu của chúng ta. Đó, chúng ta vừa phân tích xong một cái ví dụ về BMC của các hãng hàng không giá rẻ đúng không. Các hãng hàng không ví dụ như Vietnam Airlines chẳng hạn, Vietnam Airlines bảo là ok, thế mạnh của tôi là máy bay của tôi rất là to, rất là xịn, dịch vụ tôi rất là tốt. Tuy nhiên thì đối với một số tệp khách hàng thì cái đấy không phải điểm mạnh. Mọi người phải luôn luôn quan tâm là cái điểm mạnh đấy nó có đúng là điểm mạnh so với thị trường mục tiêu mà chúng ta đang chọn hay không. Phải nhớ nhá,
nó đúng là điểm mạnh của thị trường mục tiêu chúng ta đang chọn, chứ đừng làm quá lên. Các dân mình gặp rất nhiều anh chị rồi, khi mà làm chủ doanh nghiệp thì mọi người luôn nói là sản phẩm của tôi tốt lắm, sản phẩm của tôi tuyệt vời lắm, nhưng mà nó giống như là một anh đi tán gái mà anh bảo là anh đẹp trai lắm ấy. Kiểu ai sẽ công nhận sự đẹp trai này của anh trừ khi anh là Brad Pitt hoặc là Sơn Tùng kiểu thế, hiểu không ạ? Thế nên là mọi người phải chú ý cái đi, ta phân tích điểm mạnh này. Khi mà nói về điểm yếu thì mọi người cũng phải thật sự là công tâm. Chúng ta mạnh cái gì chúng ta công tâm, mà chúng ta yếu gì chúng ta phải công tâm. Và có một cái điều đặc biệt mọi người mình thấy ra mọi người hay quên á, tức là mọi người luôn luôn coi đấy là điểm mạnh. Tuy nhiên thì mọi người không đặt nó trên sự so sánh với những cái đối thủ trong cùng ngành của mình, đúng không? Ví dụ bây giờ mình bảo là mình đẹp trai lắm, đúng không? Tuy nhiên là để cùng đăng tán cô ấy thì có khi mình lại là thằng đẹp trai thứ ba, có những thằng đẹp trai hơn đăng tán cô ấy chẳng hạn, thì chuyện này không được. Hoặc là một bạn gái muốn tiếp cận một bạn trai chẳng hạn, bạn gái bảo là anh ơi em là một cô gái rất là thùy mỹ nết na, nhưng mà thực sự thì có những cô gái còn thùy mỹ nết hơn đăng tán ông đấy cơ. Thế nên đấy có khi lại không phải điểm mạnh của bạn. Mọi người nhớ nhé, điểm mạnh của mình luôn luôn phải so sánh với những đối thủ cùng ngành. Mình muốn điểm mạnh của mình luôn phải so sánh với những người đang tán cùng một người với mình đó. Chứ đừng bao giờ nói là đấy là điểm mạnh nếu mà thực sự có thằng mạnh hơn đó. Thì có khi đó là điểm yếu đó. Điểm yếu của mình sẽ là không đẹp trai bằng tự nhiên, đúng không? Thì đó là khi chúng ta phân tích về SWOT. Tuy nhiên khi mà chúng ta phân tích SWOT rồi thì chúng ta phải có những quyết định liên quan chiến lược đó. Thì khi mà chúng ta phân tích SWOT xong, chúng ta sẽ có match với nhau, tức là kết nối các điểm với nhau. Chúng ta sẽ kết nối những điểm như là SO, là chúng ta sẽ có là điểm mạnh của chúng ta sẽ phù hợp với cái cơ hội đang có trên thị trường như thế nào, đúng không? Chúng ta sẽ có điểm mạnh và cơ thách thức, tức là cái thách thức này, điểm mạnh của chúng ta sẽ có cái sự match với thách thức đấy như thế nào, có khỏa lấp được thách thức đấy không, có phải là cái thách thức đấy nó quá lớn không so với cái điểm mạnh của mình, đúng không? Và cái này chúng ta sẽ đưa ra những quyết định chiến lược cho những cái phần sau khi mà chúng ta làm marketing plan. Tuy nhiên thì có một lời cuối của mình khi mà mình nói về SWOT á, đó là sau này mọi người sẽ rút ra các quyết định chiến lược dựa trên phân tích SWOT á, thì mọi người luôn luôn nhớ cho mình là cố gắng tập trung vào những điểm mạnh và cơ hội đó. Mình chẳng hạn thì là một người là rất là bị tự ti thái quá, hay là mình luôn luôn quan tâm một điều là điểm yếu của mình là gì, có vấn đề gì không, có thách thức nào không á. Tuy nhiên đấy là một tư duy rất là sai nhá, mọi người đừng như mình. Mọi người luôn luôn cố gắng là focus vào những điểm mình mạnh nhất và focus vào những cái cơ hội của chúng ta. Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào điểm yếu của mình. Đó là một tư duy rất là kém cỏi. Mình đang trên đà bỏ được cái chuyện đấy. Và hy vọng mọi người cũng sẽ thế. Thôi, dừng lại ở SWOT và bây giờ chúng ta sẽ đi cùng đến một mô hình cuối cùng, đó là mô hình ma trận Unsoft nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào một phần cuối cùng. Đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về mô hình ma trận Unsoft. Ma trận Unsoft thì thực ra nó rất rất là đơn giản thôi. Ma trận Unsoft này thì nó sẽ phân chia chuyện chúng ta làm sản phẩm mới sẽ gồm có hai phần, là sản phẩm đấy có các tính năng mới, có phải là thật sự mới hay không, và thứ hai nữa là cái sản phẩm ấy đưa vào một thị trường mới hay thị trường cũ. Thì từ đấy chúng ta sẽ có những cái nhóm chiến lược chính đó. Thì về các nhóm chiến lược này thì mọi người mình nghĩ là sau khi mình nói xong mọi người có thể chủ động tìm trên Google, hoặc là mọi người nếu bạn nào cần gấp quá thì có thể inbox mình để mình giải thích thêm các nhóm chiến lược này nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm các chiến lược, hiểu tên các chiến lược đã. Thì khi mà phân chia thì chúng ta có sản phẩm mới, sản phẩm đã có, và chúng ta sẽ có thị trường mới với thị trường đã có. Đối với sản phẩm đã có cho thị trường đã có thì chúng ta cần một cái chiến lược, đó là chiến lược lớn, gọi là tên nó là chiến lược thâm nhập thị trường. Đối với cái sản phẩm cũ cho một cái thị trường mới thì chúng ta cần phải làm một cái chiến lược, đó là chiến lược phát triển thị trường. Đối với một sản phẩm mới cho một thị trường cũ thì chúng ta sẽ cần phải làm một cái chiến lược, đó là chiến lược phát triển sản phẩm. Còn đối với một sản phẩm mới dành cho một thị trường hoàn toàn mới thì đối với ma trận Unsoft thì mọi người khuyên cho mọi người là mọi người nên làm một cái chiến lược gọi là chiến lược đa dạng hóa. Ok, và với cái ma trận Unsoft này mình đánh giá là rất là quan trọng đối với tất cả những bạn mà đang làm sản phẩm mới, hoặc là làm ở những bộ phận mà trực tiếp chúng ta có thể được làm sản phẩm. Đó là những cái bộ phận mà mình đánh giá rất là tuyệt vời khi chúng ta làm marketing. Bởi vì thật sự khi mình nói về marketing, mình đã nói trong buổi đầu tiên á, rất ít bạn được thật sự làm marketing. Bởi vì sao? Vì rất ít bạn được trực tiếp làm việc với sản phẩm, trực tiếp được làm từ những khâu đầu tiên như các bạn bây giờ. Làm ra chiến lược sản phẩm, làm ra chiến lược thâm nhập thị trường, hay phát triển sản phẩm, hay là đa dạng hóa. Chúng ta được làm những phần đó thì đa phần mình thấy là các bạn đã được sếp rất là tin tưởng và triển vọng là các bạn trở thành những marketer gọi là toàn tài là rất là cao đó. Ok,
Ok, và đây là một cái món quà dành cho các bạn nào mà thật sự xem đến phần này. Thì mình xin kể lại một câu chuyện nhỏ nhỏ thế này thôi. Nhỏ nhá. Thì mọi người hay coi thường câu chuyện chúng ta là marketing research, nhưng mà có một cây rất kinh điển là marketing research, và từ đó ra đưa ra những cái chiến lược rất là thành công, đó là Shopee. Thì mình rất là may mắn thì mình có lần nói chuyện với cả Dan. Lúc đó Dan là CMO của Shopee. Thì Dan có chia sẻ với mình là một trong những cái key làm nên thành công của Shopee trong giai đoạn đầu á, mọi người nhớ là trong 2 năm đầu tiên, chỉ mất 2 năm thôi, Shopee từ đơn vị mà làm thương mại điện tử đứng thứ 7, thứ 8 ở Việt Nam trở thành đơn vị số 1 Việt Nam chỉ nhờ một số chiến lược, và tất cả chiến lược đấy sẽ bắt đầu ở chuyện là nghiên cứu. Thì khi Dan làm nghiên cứu marketing á, thì Dan phát hiện ra là cái key success factor trong cái ngành này, cái điều mà khách hàng cực kỳ quan tâm khi mà khách hàng mua hàng online ấy, không chỉ mua hàng online ở các sàn thương mại điện tử, nhưng mà mua hàng online kể cả những cái shop bình thường bán trên Facebook á, thì khách hàng luôn luôn hỏi đi hỏi lại một câu là có free ship không. Đó, thế là sau khi mà đọc được cái thông tin như thế thì Dan suy nghĩ rất là lâu. Dan đã trao đổi cùng với cả ban lãnh đạo và Dan đưa ra một cái quyết sách cực kỳ đúng đắn, mà mình nghĩ lúc đấy thì Dan bảo với anh là lúc đầu nghĩ rất là mạo hiểm nhưng sau đó cực kỳ đúng đắn, đó là free shipping cho mọi món hàng ngay từ đầu của Shopee. Đó, thì Shopee thực thi cái chiến lược đấy ngay từ đầu. Cái có một số cái điều mà Shopee làm việc đấy nó cực kỳ thành công. Thứ nhất là các cái sàn thương mại điện tử khác muốn bắt chước theo rất là khó, bởi volume, tức là cái số hàng họ bán ra của họ đã quá nhiều rồi. Bây giờ họ mà chạy free shipping thì họ sẽ bị chết, bị lỗ sấp mặt luôn. Cái thứ hai là mọi người hỏi là tiền làm free shipping của Shopee từ đâu mà ra. Thì Dan bảo bây giờ em bỏ gần hết các chi phí làm marketing chỉ để làm free shipping. Đó, tức là chạy quảng cáo ít hơn nhá, chạy truyền thông ít hơn, và tập trung vào chuyện là chúng ta chạy free shipping và đưa mỗi một cái key success factor đấy. Và cái free shipping ấy nó lại có tác động cực kỳ lớn như thế này, là free shipping nó tác động được vào cả hai đầu. Supplier là những người cung cấp hàng hóa, bán hàng hóa trên Shopee ấy. Thì khi người ta nhìn thấy có chính sách free shipping như thế thì người ta nhìn thấy ngay một điều là người ta có lợi. Người ta sẽ có thể giảm được chi phí hàng hóa, chi phí vận chuyển đi. Còn đối với người mua thì tất nhiên là được rẻ hơn thì chưa chắc, đúng không? Nhưng mà được free shipping thì ông nào cũng thích cả. Thế người ta sẽ có xu hướng mua nhiều hơn trên Shopee. Thế nên là cái chính sách này là một chính sách cực kỳ quan trọng, đã giúp Shopee trở thành sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam như bây giờ. Đó, thì đó là cái sức mạnh của làm nghiên cứu thị trường. Mà cái việc này chúng ta không thể làm phát triển từ số 7, số 8 lên trên số 1, số 2 chỉ nhờ quảng cáo được. Mình khẳng định nhé, bạn nào càng làm thương mại điện tử nhiều, mọi người càng thấy là vai trò của quảng cáo khi đến một mức nhất định rồi nó sẽ có một cái giới hạn, mình gần như cực kỳ khó đột phá cái giới hạn đấy. Và cuộc chơi quảng cáo là gì? Cuộc chơi quảng cáo là chúng ta làm về, nói thẳng luôn là khi mà đến một trình độ nhất định rồi thì cái hơn nhau đó là tiền, bạn chi nhiều tiền hơn đối thủ hay không thôi. Thế nên là cái vai trò của việc chiến lược đó, và những cái chiến lược được dựa trên những nghiên cứu thị trường, những cái nghiên cứu marketing kỹ lưỡng, và những chiến lược mà như Dan đã làm cho Shopee, thì đó là một điều cực kỳ quý báu, và lúc đó nó mới là kẻ thay đổi cuộc chơi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến phần cuối. Phần cuối thì chúng ta mình sẽ đi với mọi người một vài các cái những cái tip nhỏ để mọi người thực hiện hoạt động nghiên cứu marketing mà tốn ít chi phí nhất có thể, đúng không? Thì có một số công cụ có sẵn ở trên mạng rồi nhưng mà mọi người thường hay bỏ qua, thì mình khuyên mọi người thử nhá. Thì đầu tiên, công cụ đầu tiên mà mình muốn khuyên mọi người là mọi người có thể thử công cụ là Google Trends. Thì Google Trends này thì là một công cụ rất nổi tiếng rồi. Google sẽ cho chúng ta biết là xu hướng tìm kiếm của một từ khóa nhất định. Truy cập vào Google Trends đây và mình thử một cái từ nhá. Ví dụ như mình đang muốn thử cái từ là bao cao su. Ví dụ mình đang muốn tra xem là thực tế thì người ta sử dụng Google và người ta tìm kiếm từ bao cao su như thế nào. Ví dụ ở đây mình đang để mình sẽ phải chỉnh lại một chút, mình sẽ để Việt Nam. Đó. Mình sẽ biết 12 tháng qua. Đó. Thì nhìn chung là mọi người khi mà mọi người nhìn vào cái biểu đồ nhiều tháng này, nếu mình có thể để cho khoảng 5 năm qua đi, thì nó sẽ có những cái trend nó đi lặp lại. Đó. Ví dụ mọi người sẽ nhìn thấy là ok, so với lượng tìm kiếm của năm đây là năm 2015 thì hiện tại đang có một xu hướng hơi giảm đi một chút về khi mà tìm kiếm bao cao su. Thì mình sẽ có thể dựa trên cái danh mục những cái yếu tố này và mình sẽ biết được là chúng ta sẽ cái mặt hàng đó là mặt hàng có trend hay không có trend. Hoặc là bên mình có thể xem, ví dụ mình đã nhìn thấy ở đây, ví dụ tháng 2 này, đó là một cái đỉnh này, ở đây cũng là một tháng 2 nữa này, và tiếp tục ở đây là một tháng 2. Thì mọi người sẽ luôn luôn nhìn thấy là ở đây có, ở tháng 2 thì luôn luôn có một cái đỉnh về tìm kiếm bao cao su. Mình cứ tìm một cái nữa, ví dụ như tốt tránh thai đi. Đó. Đó,
Thì ngược lại với bao cao su thì mọi người sẽ nhìn thấy là ở đây thuốc tránh thai đang là uptrend đó, lượng tìm kiếm thuốc tránh thai đang ngày càng nhiều hơn. Lý do vì sao thì thôi, cái này mình cũng không biết được. Mọi người có thể xem nhé. Ví dụ ở đây là mọi người cũng có thể xem được là sở thích người ta tìm kiếm nhà theo vùng thế như thế nào. Ví dụ như Việt Nam là tìm kiếm nhiều nhất về thuốc tránh thai đang ở những cái tỉnh, nó không phải là ở miền Bắc đúng không, không phải là ở những cái thành phố lớn. Quay trở lại ví dụ như là bao cao su chẳng hạn thì mình tìm ra thì cũng không phải là thành phố lớn, những cái lượt tìm kiếm nhất lại không phải là những thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh đó. Thì từ đây thì mình có thêm rất là nhiều dữ liệu liên quan đến thị trường. Bây giờ thì mình sẽ đi tiếp vào công cụ nữa ha. Cái công cụ này nó gọi là Keyword Planner, đây là một công cụ ở trong công cụ của Google Ads. Thì mình sẽ thử ví dụ cho mọi người. Bây giờ mình sẽ tìm kiếm từ bao cao su đó. Thì sau khi ngay mình tìm kiếm xong cái từ khóa là bao cao su này thì mình sẽ có thêm những thông tin liên quan là lượt tìm kiếm hàng tháng của từ khóa bao cao su này là bao nhiêu này, rồi mức độ cạnh tranh của mình, mức độ cạnh tranh của từ khóa hiện tại là cao hay thấp, là có nhiều ông cùng đang chạy quảng cáo từ khóa này hay không, thì mình sẽ có thêm nhiều thông tin để chúng ta làm việc với cái từ khóa bao cao su này. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ biết được cả những cái từ khóa mà Google nó khuyến nghị là hay đi kèm với từ khóa bao cao su này, ví dụ ở đây sẽ có gel bôi trơn này hoặc là những thuốc tránh thai, biện pháp tránh thai kiểu đấy, thì chúng ta sẽ có những cái phương án này, chúng ta có thể bán combo, bán theo bộ, bán cross sale để cho cái sản phẩm dịch vụ chúng ta tốt hơn. Thì đó là cái công cụ liên quan đến Keyword Planner, thì đó là công cụ mình đánh giá rất là hay, thì các bạn nên cố gắng tìm hiểu với Google Ads ha. Thì đối với Facebook Ads chẳng hạn thì cũng có một công cụ mình đánh giá rất là hay. Công cụ đó là ngay từ trong khi chúng ta tạo cái quảng cáo đầu tiên ở Facebook thì chúng ta có thể tìm hiểu được là dung lượng thị trường của chúng ta là khoảng bao nhiêu. Ví dụ ở đây thì mọi người nhìn thấy trên chuột của mình ở chỗ này có phần audience size, thì nếu mà chúng ta chọn lựa được những cái yếu tố cần thiết rồi, ví dụ mình đang tìm kiếm những bạn đang ở Hà Nội này, có sở thích là bóng đá này đó, thì mọi người sẽ nhìn thấy là có Facebook cho chúng ta biết là có khoảng 1.800.000 người ở Hà Nội tuổi từ 18 đến 24 đang có sở thích là bóng đá đó. Thì đó là một thông tin rất là hữu ích, và mọi người hay hỏi mình là thông tin nó chính xác không, thì mình đã khẳng định mọi người là thông tin là rất là chính xác. Bởi vì sao? Vì Facebook đang có rất nhiều dữ liệu liên quan đến người dùng, mình tương tác cái gì hầu như họ biết đúng không? Đôi khi anh em hay nói là kiểu mình gọi điện thoại phát là Facebook cũng biết là mình có gọi điện thoại nói về chủ đề gì luôn á, nghe nó hơi kinh nhưng mà đấy sự thật ạ. Thì công cụ này là một công cụ mà giúp chúng ta là tìm hiểu được các market size như thế nào này, và chúng ta biết được là các sở thích rồi các hành vi của người dùng đang ra sao một cách rất trực quan, và chúng ta nhìn thấy ngay con số nhưng mà không phải đoán định cái gì cả. Đó là công cụ miễn phí rất là quan trọng. Có một công cụ khác mà Facebook cho mình, nó rất là mình không hiểu tại sao Facebook lại cho mình luôn, vì nó cực kỳ là hay. Ví dụ ở đây mình đang tìm kiếm là những người ở Hà Nội này có tuổi từ 18 đến 24 này, có sở thích đó là bóng đá chẳng hạn, thì công cụ này là công cụ audience insight của Facebook thì sẽ cho mình thêm những cái thông tin về chính cái tệp đó. Ví dụ là những người mà ở Hà Nội tuổi 18 24 và bóng đá chẳng hạn, thì họ có những cái demographic khác như thế nào, ví dụ như là nam hay nữ thì sẽ chiếm số nhiều hơn này, tình trạng quan hệ nhà là đang độc thân hay là đang có gia đình rồi này, họ tốt nghiệp đại học hay tốt nghiệp cấp 3 này, rồi họ làm những nghề nghiệp như thế nào, thì chúng ta có rất nhiều dữ kiện khác, thậm chí là những dữ kiện là người ta thích trang nào đó, họ đang yêu thích những trang nào thì chúng ta sẽ biết được ngay, hoặc là chúng ta biết được là location của họ đến từ đâu này, quận huyện nào là nhiều này, rồi chúng ta sẽ biết được là người đấy mức độ tương tác của họ trên Facebook như thế nào đó. Đó là rất là nhiều các công cụ miễn phí mà mọi người có thể sử dụng. Và rõ ràng là những cái công cụ này mình đánh giá nó rất là mạnh. Những cái công cụ này có khi là chỉ 10 năm trước thôi, thì thực sự là những công cụ này trong mơ luôn á. Mình cũng không thể nghĩ là hiện tại là mọi người được open tiếp cận với nhiều công cụ để mình có thể làm marketing research như thế. Nhưng mọi người cố gắng tận dụng những công cụ này một cách thông minh nhá. Đó là sức mạnh của Google Ads và Facebook Ads. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải tìm hiểu về đối thủ nữa đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu đối thủ như thế nào? Cái lời khuyên đầu tiên của mình ấy là mọi người cố gắng sử dụng sản phẩm dịch vụ của đối thủ, để mọi người hiểu sản phẩm dịch vụ của đối thủ có cái gì mạnh, có gì không mạnh. Đấy là cái đầu tiên nhá. Cái thứ hai á, thì mọi người bắt đầu làm một cái việc mà mọi người vẫn hay làm, mọi người lên Google tìm thông tin về đối thủ, lên Facebook tìm xem fanpage của đối thủ, tìm xem group của đối thủ họ đang làm những hoạt động như thế nào. Đó là nghiên cứu về đối thủ được. Ngoài ra nữa thì có một số thông tin nữa là mọi người cần phải biết là có bao nhiêu người lượt vào website của đối thủ, vào website của đối thủ từ những nguồn nào, từ những từ khóa nào, đúng không nào? Thì có một số công cụ mà mình cũng khuyên là mọi người có thể dùng. Thì công cụ nổi tiếng nhất á, thì mình nó phải là một công cụ trả phí, nó hơi đắt một chút, thì bạn nào có điều kiện thì có thể sử dụng, đó là Ahrefs. Ở Ahrefs thì mọi người để link ở ngay trên này nhé, mọi người có thể tìm Ahrefs. Thì mấy cái công cụ, tất cả các công cụ ở trên này thì thực ra thì mình nói nó là những công cụ digital đúng không,
Đó là những công cụ mà mọi người sẽ phải bỏ tiền ra này, hoặc là đâu đó thì nó phải có một chút hàm lượng công nghệ. Bạn nào mà chưa hiểu về những công cụ này thì mọi người có thể lên mạng, chỉ cần search những cái từ khóa ví dụ như sử dụng chấm 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 như thế nào thôi là chúng ta tìm ra được. Còn nếu mà bạn nào mà không biết nữa thì có thể thôi lại hỏi mình chỉ cho cách. Nếu có thời gian, còn nếu không thì mọi người có thể comment cho mình để ví dụ như hướng dẫn giúp công cụ gì đấy thì mình sẽ có thể làm một cái video riêng cho các bạn về chủ đề đó. Ngoài ra thì đó là những công cụ online, ngoài ra offline thì cũng một số công cụ rất là kinh điển. Đó, ví dụ của chúng ta là công cụ là survey. Tuy nhiên thì mình khẳng định luôn là survey online, offline thì đa phần các bạn chưa hiểu rõ về làm survey cho lắm. Đó là khi làm survey ấy, thì ở Việt Nam chẳng hạn thì mọi người sẽ chỉ có dù sử dụng những công cụ thống kê thông thường, ví dụ đếm số phần trăm người trả lời bao nhiêu thôi. Tuy nhiên nếu mà đúng nghĩa về mặt chúng ta làm survey, chúng ta làm marketing research thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng những công cụ thống kê khác á. Ví dụ như mọi người đã từng học ở trong trường về môn xác suất thống kê chẳng hạn thì mọi người sẽ phải biết đến những cái công cụ, ví dụ chúng ta sẽ phải validate được data của chúng ta này, chúng tôi chạy những cái mô hình này, rồi chạy regression ra sao này, thì mọi người mới có thể sử dụng survey một cách chính xác được. Tuy nhiên thì survey online, offline thì là một điểm mình nghĩ là chết người. Đó chính là từ cái việc mà chúng ta chỉ được kiểm tra lại những cái câu statement thôi. Tại sao lại chúng ta chỉ được kiểm tra statement thì mọi người có thể Google hộ mình, hoặc là ok, mình sẽ để xếp cho một cái vlog khác. Mình nghĩ vụ đề cũng khá là hay. Tuy nhiên survey thì có một điểm nó chết người. Survey sẽ chỉ kiểm tra được những gì bạn muốn kiểm tra. Survey không có tính explore được thực sự người dùng người ta sẽ suy nghĩ gì, sản phẩm gì, họ muốn sử dụng sản phẩm như thế nào, họ suy nghĩ về sản phẩm chúng ta nhà, chúng ta không thể hiểu một cách sâu sắc được. Thế nên là cái công cụ chính, nhất là những bạn làm khởi nghiệp, mình nói khuyên luôn một câu là các bạn nên thường xuyên nói chuyện với khách hàng. Và nói chuyện thì các bạn nên sử dụng những cái mẫu nói chuyện nhất định để chúng ta có thể tìm hiểu được khách hàng của chúng ta muốn gì, khách hàng tiềm năng của chúng ta muốn gì, chúng ta nên cải thiện sản phẩm, chúng ta nên cải thiện sản phẩm chúng ta ra sao, cải thiện cách tiếp cận khách hàng là thế nào. Thôi thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cuốn sách mà mình nghĩ đánh giá là rất là hay trong việc làm nghiên cứu khách hàng trong giai đoạn khởi sự kinh doanh á. Thì mình khuyên mọi người nên mua cái cuốn, đó là cuốn Phát triển khách hàng tinh gọn. Thì mình có thể để link ở ngay dưới description, mọi người có thể tìm mua cuốn sách đó ha. Ok, đó là những cái cách mà mình nghĩ là vừa cơ bản vừa dễ dàng để mọi người có thể thực hiện những cái hoạt động nghiên cứu marketing đầu tiên của mình. Ngoài ra thì mọi người có thể tìm ra những cái phương thức nó rất là truyền thống, ví dụ như mọi người tìm những cái báo cáo thị trường về ngành này, tìm những cái thông tin ở trên mạng về đối thủ, về báo cáo tài chính của đối thủ, hoặc những cái thông tin tương tự mọi người hoàn toàn có thể tìm được. Và mọi người nhớ là khi mọi người đọc báo cáo tài chính hay báo cáo thường niên của một công ty lớn thì thực sự nó có rất nhiều thông tin đáng giá, rất đáng giá trong đó. Thì mọi người chú ý là tìm thêm những nguồn thông tin thứ cấp đấy nhá. Đó, mình vừa nhắc đến một cái từ đó là thông tin thứ cấp ạ. Thì thực ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Mình trả lời luôn, bạn nào thắc mắc á, thì thông tin marketing thì thông thường sẽ có hai loại thông tin. Thứ nhất là thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp. Thì phân biệt rất đơn giản, thông tin sơ cấp là những cái thông tin mà bạn có thể tự đi thu thập. Ví dụ bạn hỏi khách hàng, bạn làm survey khách hàng, nó những thông tin sơ cấp. Còn thông tin thứ cấp là gì? Thông tin thứ cấp là những thông tin bạn có thể đi tìm được ở những cái nguồn nào khác. Ví dụ bạn mua một cái bản báo cáo thị trường, bạn lên trên mạng, bạn tìm thông tin trên mạng, bạn tổng hợp lại, đó là thông tin thứ cấp. Thì khi mà chúng ta làm nghiên cứu marketing thì mọi người cần phải sử dụng linh hoạt cả thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp. Chúng ta có thể sử dụng thông tin sơ cấp để kiểm tra lại thông tin thứ cấp, và chúng ta có thể sử dụng nhiều nguồn thông tin thứ cấp khác nhau để mọi người có thể kiểm tra lại các thông tin thứ cấp, xem thông tin nào đúng, thông tin nào sai, thông tin nào đáng tin cậy và thông tin nào không đáng tin cậy. Thì chúng ta làm cái nghiên cứu marketing mới chuẩn xác được. Thì đây là những cái mô hình, mình đã đi ra rất là nhiều mô hình liên quan đến nghiên cứu marketing rồi. Thì trong cái video tiếp theo của mình thì mình sẽ đi vào một cái mục, và chúng ta sẽ đi vào mô hình cuối cùng, cũng như là một cái mục lớn hơn, đó là định vị. Chúng ta sẽ hiểu thế nào về định vị, chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ có những cách làm định vị thế nào. Và cái video này thì video về định vị đó thì rất là may mắn nó không quá dài đâu, thế nên là mọi người cố gắng theo dõi nhé, coi như là một quãng nghỉ ngắn trước khi chúng ta đến những cái hạng mục tiếp theo của khóa học marketing 101 này. Và đây là khóa học marketing 101 của Hoàng Linh, được tài trợ bởi 88 Lab. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bạn nào có bất cứ câu hỏi gì thì mọi người cứ comment cho mình, hoặc là inbox cho mình ở trên Facebook nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.